800, một chiếc Dream Thái 1994. Rất là phù hợp cho các bác nào đam mê Dream Thái luôn. Đúng rồi, dọn rồi, chiếc này thì phải anh em lắng nghe em, tất cả các chi tiết đã được lên và dọn vào đồ rồi, bây giờ anh em lấy về chỉ việc hưởng thôi. Sơn si họ cũng làm, yếm áo họ cũng đã có những cái mông má. Máy thì thôi cũng chia sẻ là đầu bò đẹp thôi, chứ còn để nói đến nguyên zin thì em không dám nhận. Nhưng hay của những chiếc giật các bác nhá, đó là họ làm sẵn hết, coi như là ngon lành lên hết. Từ những cái chi tiết như là tay nắm, còi đèn, sinh nhan, mặt đồng hồ hay là tem Thái này, các bác này họ vào rất có tâm luôn. Đúng không ạ, nhìn nó vuông vắn cái xe, yếm này, các logo, các cái ký hiệu này đều ngon lành hết. Đấy, cái chữ này, tem này, xong lại còn dán một lớp ni lông lên nữa, nhìn nó càng chất, các bác công nhận không ạ? Đây, dán ni lông này, chữ S cánh ở lườn này. Đấy, đây là họ làm lên như thế này, các cái tem họ phủ. Chứ còn làm theo kiểu nó sáng quắc, nó dại dại màu ấy thì lại chưa chắc đã được anh em chọn đâu. Nó phải có trầm nhất định, đấy, thì nó mới ưng. Màu đỏ quá là lại chê. Đấy, các bác lấy đúng cái form màu tầm 6-7 tuổi này là các bác chơi cực kỳ vừa vặn luôn. Dream Thái giật, Dream Thái giật. Rồi, anh em nghe máy đấy ạ. Ngon chưa? 2543 các bác. Đấy, từ những cái rằng phanh trong nhá, ốc trục trong nhá, tất cả những cái tăng xích nhá, đấy, hay là trục phanh nhá, họ vào mới ngon lành. Chân lan cũng thế, mai ơi còn sơn lên cái màu gọi là màu lùn, đây là cái màu cả da máy lên cái màu như Dream lùn Thái. Nhưng đây là bản Dream Thái nhá, em nhấn mạnh lại để các bác nào có quan tâm thì đừng bỏ qua. Hàng vẫn đang thút tha thút thít từng tiếng một, đúng không ạ? Máy này và nghe vẫn nghe tiếng máy. Quay lên trên cái phần này HLB này, đấy, đẹp chưa các bác, nhìn Dream Thái nó vậy. Đấy, những bác nào mà đang có quan tâm, đang nhu cầu Dream Thái, đang có nhu cầu dọn thì cũng nên cân đối. Em ở bên xanh mất tiếng à? Cái bên xanh là cái nào đây? Bác Quý Huệ có thể đổi một cái nào. Một bên mic đang bị chập chờn nhá. Mic này vẫn mic vuông á. Vuông à? Sao nó chập chờn nhỉ? Rồi, anh em nghe rõ không ạ? Em đang tường thuật trực tiếp chiếc Dream Thái. Hết pin. Hết pin à? Hình như máy đã hết pin rồi. Rồi. Đây để con đổi nha. Rồi, con đi. Anh em đang xem thế này. Anh em lắng nghe một chút nha, nó bị mất hết pin. Đấy. Này sáng bên hai anh em hai bác cháu em lên muộn, cũng là do bên điện họ đang sửa chữa bảo điện, là chậm mất 10 phút. Nó phải đổi rồi, chứ sao sao. Không thì cái này bác nói được. Bây giờ con đổi sang mic xanh là ok rồi, mic đỏ là mic hát. Anh em nghe rõ chưa? Đấy, bây giờ quay xe, bác xem phần cháu vào xe cho các bác xem. Đẹp chưa? Anh em thấy đẹp không? Ê, 17.800.000 anh em ạ. Cái công sức, cái tâm huyết của ông chủ nhá. Người ta làm nên cho mình một con Dream ngon lành hết, có thể lướt qua cái gầm cho các bác có thể xem luôn. Vâng ạ. Đây. Em Dream Thái này biển số là 29P2 giúp con nhá. 2702 ạ. Rồi, biển 203, biển Dream Thái 2004. Thích quá. Nhà đời 94 thôi, ở máy 03, máy này 5 các bác ạ. Máy rất ok luôn. Đấy, 17.800.000, chúng bác thích Dream Thái. Nhưng mà cái này là cái tên cái câu giật đằng sau thì nó là những chiếc chủ đã đầu tư tâm huyết con đẹp lên hết rồi. Nên là các bác chỉ việc hưởng thôi. Màu đỏ này càng rực rỡ hơn, đúng không ạ? Đấy, chủ giật nghe máy sướng ngay. Tài khóa đầy đủ hết, lên khóa bốn cạnh. Đấy, họ đã làm rất chi tiết rồi. Thế là mong các anh em nào đang quan tâm thì liên hệ chút nhanh giúp em nhé. Vâng, nhà con bán ra là 17.800.000 cho các bác một em Dream Thái đỏ biển số 29P2 2702 giúp con nha. Anh bể tắm máy kia. Máy chỉnh rồi chứ anh. Xem là vệ sinh quá. Vâng, cảm ơn bác nhiều ạ. Anh Lục Tiên Lãm của okay. Bên đỏ. Ok rồi, được rồi. Bên đỏ và bên nào? Đoạn Quang Hải, được rồi. Bên đỏ và bên okay xanh. Ok anh, cảm ơn rất nhiều các anh em. 200 vết rồi. Xanh. Con phải cắm nó vào cái Facebook, nó là cái chính chứ còn cái TikTok. Đây. Ôi, ai lại làm thế? Lần sau là phải rút của cái bên hành ấy chưa? Bên đỏ này. 1994 anh Hiệp. Vâng. Nó đang bình thường, không, lần sau con bốn số máy đâu anh. Anh Phùng Quốc Tình biển 29P4 số. Chú nhau đang mang cái dây cắm vừa nãy. Biển thì em bảo là 203 mà anh, nhưng mà xe là đầu máy 03 là 1994, tức là xe bản thân thì chủ cũng đăng ký lại ở năm 2003 rồi. Đấy, còn đúng đời của xe là 1994, em đọc đúng theo số máy nhá. Anh em thấy ok chưa? 17.800.000 nhanh ngay. Đấy, xe ngay mà cố gắng vào xe, quay vào xe, không cần cài bác đâu. Cho các bác xem xe sướng luôn. Rồi anh Nguyễn Anh, hello hai bác cháu. Vâng, anh Nguyễn Anh lúc nãy còn phải cập nhật bằng điện thoại. Cái điện thoại của anh họ xử lý cho các bác cháu.
em nó được nhiều các anh em quan tâm hơn, đúng không ạ? Các bác bên TikTok ơi, các bác có thể vào trực tiếp Thành Đôn, con này xịn sò mà giá thế nào? Vâng anh ơi, thì 17 triệu 800 thôi. Anh Nguyễn Văn Ninh, giọng Huệ ngọt như mía lùi. Vâng, cháu nó. Năm nay, có thể năm nay hợp với màu trắng hay sao? Thấy màu trắng bán rất chạy. Bác hỏi rất nhiều, ui màu trắng em thấy bán cũng nét. Đấy. Lít, SH màu trắng đều được lên giá. Xin đỡ ớt này màu trắng cũng được đẹp. Đấy, bác nhìn có đẹp thật không ạ? Đây các bác cứ xem đi ạ. Một quả màu trắng thế này anh em chê cái gì này? Từ phần nhũ này, các bác nhìn này. Ôi cái đồ Yamaha nhá, em nhắc lại cái đồ Yamaha các bác ạ, nó trắng mà cái nhũ nó không bị bong chóc như Honda. Đấy nên em muốn nhấn mạnh là Yamaha họ tôi luyện sắt thép ấy ở các cái chi tiết linh kiện thôi, không nói sắt thép, chi tiết linh kiện này nó tôi ở một độ tuổi cao hơn, nó chất hơn và nó chắc hơn, nên là chạy nó sẽ đầm máy và sướng hơn Honda. Đây là khẳng định thật sự ở phần kỹ thuật. Xe 2021 các bác lốp này tầm này thì nói chung là các bác có nghĩ cứ chạy gọi là cũng vừa mới hết Honda, nói chung là lại bao nhiêu lại mời các bác chơi. Hàng nó là zin từng con ốc một, chân nan nó còn trắng luôn chứ nó chưa chuyển qua vàng luôn, trắng luôn. Mayer này, vành bánh đồ đạc sơn, ngọc trinh tem đồ zin tất các bác ạ, zin tất luôn, một màu trắng xanh cực đẹp. Vâng, rất là trẻ trung năng động luôn. Ga bường máy thò vào không đen các bác, thò cao vào trong gầm không thấy đen luôn. Khác nào vừa nhấc nhà máy đâu, đúng không ạ? Hàng này thì chia sẻ với các bác được mấy nghìn cây, 5.000 cây là hết nước chấm. Đây các bác nhìn lốp sau lốp trước thì dầu hàng quá đẹp. Đường luân biển Hà Nội cho anh chị em nào mà đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội giúp con nha. Biển 29E2 81848 Đống Đa luôn ạ. Sự kết hợp giữa màu xanh và màu trắng rất là trẻ trung. Biển đẹp lắm nhỉ, 81848 toàn thấy 8 thôi. Phát toàn phát thôi ạ. Rồi này nó hơi sức sức nhẹ thôi, gọi là sức chỉ đường tà không sao, tránh làm sao được thôi. Tháng 12/2021 các bác ạ, cuối năm rồi, biển này còn toàn thấy 8. Đây có 5.800 cây, tất cả các phím này các bác nhìn này còn nguyên zin gương theo xe này. Đấy, các cái phím này nó nét này, đồ sần cũng liền lạc hết này. 15.800.000 đấy, bác nào mà đang cần sở hữu một chiếc xe tên em nó là Sirius, động cơ 115, muốn bốc này, đầu tiên là phải bốc ra thì bản chế cơ nó sẽ bốc. Còn về các bác bảo tốn nhiều nhiên liệu, giá xe mới Yamaha không tốn xăng, em cam kết luôn, bác yên tâm, dưới 2 lít đấy. Máy zin sơn zin 5.800 cây, xác định thì tôi cứ 10 năm nữa chưa chắc đã lo đến việc sửa. Đấy, vì hàng nó là chia sẻ với các bác là có 5.000 cây, bảo hành nhà máy vẫn còn 2-3 vạn, em không nhớ Yamaha thì các bác lo làm gì, đúng không ạ? Chìa khóa thì cũng còn mới tinh. Có bác Thắng đang lo là con này ngập nước không? Có con nào ngập nước không? Em bảo hành cam kết tuyệt đối thôi anh nhá. Ngập nước nên em chịu hoàn toàn trách nhiệm với sản phẩm bên em. Các bác có thể cùng em trải qua cái vấn đề test ở vấn đề ngập nước. Còn đây về thông số xe này thì em sẽ hướng dẫn các bác để cho xem. Đây về thông số này, 2021 này, đăng ký này, các thủ tục các giấy tờ đầy đủ hết. Sổ sách bảo hành nguyên zin hết. Hàng nó mới tinh. Rồi. Giá là 15.800.000, hàng 2021 tháng 12. Còn ngập nước hay không nhá, các bác cùng xem này, em cam kết. Tại sao em cam kết? Vì em đã test và check nhìn đầu bò. Cháu có thể quay xuống cái đầu bò. Đấy, các bác nhìn thấy đầu bò đúng không? Nó khô, nó không ngập. Ngập thì nó sẽ dỉ đất cát vàng, bùn nó sẽ trôi vào trong những cái vị trí bẩn này. Các bác lại phải tẩy, mà tẩy xong nó lại ố. Nên đây nó là mộc nguyên bản của cái màu của nhà máy. Màu này qua hóa chất nó sẽ biến thành màu khác. Đấy, bùn đất nó sẽ chui hết vào trong các cái kẽ nào ống thoát nước, nào bầu lọc gió, nào bô, nào tất cả đấy. Ngập nước nó sẽ bị hiện tượng đấy. Tức là khi ngập rồi thì đất cát các thứ nó sẽ chui vào bên trong các cái kẽ trong, các bác lấy ra thì rất khó, phải tẩy. Tẩy thì nó lại mất màu nhũ thì lại bị phát hiện. Đấy. Tiếp theo nếu nó chui trong máy, ga bô ra thì nó lại ra một cái màu khác. Đúng không ạ? Trong máy mà có nước hoặc cái đường bô này nó có nước, các bác ga nó sẽ ra cái màu hơi nước nóng bay mất hơi. Đấy nên là các bác kiểm tra rất là kỹ thôi. Đấy là cái phần ngập nước nó phải có cái hiện tượng bất thường, gọi là hiện tượng bất thường ở cái phần động cơ máy móc là mình phải nghi ngờ ngay. Đấy nên chọn xe cũng phải là hết sức kỹ. Cái này nó liên quan đến kỹ thuật một chút, nếu các bác làm lâu thì cũng nắm bắt được. Còn mới thì cứ thấy nó bất thường là phải hỏi tại sao, bất thường phải hỏi tại sao, đúng không ạ? Vâng, có bác Hoàng Vân, bác hỏi là nhà mình có Vision biển 22 không ạ? Vision em có biển 21 thôi, gần cạnh đấy được không anh? Vâng. Vâng, chú Nguyễn Sơn hỏi nhà mình có Sirius Sirius 14 triệu ok không? Ôi, anh ơi, mua làm sao được, chủ đăng ký xong hơn 20 đi lướt mà biển này còn 81848. Em đọc lướt qua cái biển em thuộc luôn, những cái toa 3 số 8 đứng ba góc, đầu giữa và cuối, 3 số 8 đứng vị trí rất đẹp, 81848, đúng không ạ? Biển đẹp, xe chất không rẻ được, chủ cũng sót.